Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới. Nó nằm ở cái ngõ 391 đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội nha mọi người. Cụ thể thì nó thuộc phường Dương Nội mọi người ạ. Từ vị trí của cái ngôi nhà này thì Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu để quý vị nghe rõ nha. Ngõ trước nhà thì là 1m8, cách với trục đường ô tô đi lại thì nó khoảng tầm 150m. Và từ vị trí ngôi nhà này đi ra trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông là 1,5km, ra tới thiên đường Bảo Sơn nó khoảng tầm 2,4km. Và với cách với lại đường Đại lộ Thăng Long thì nó là 3,8km. Ngọc Ánh đo trên Google Map vừa xong, rất là chuẩn mọi người nha. Để thông báo tới mọi người, xung quanh thì đầy đủ tiện ích sinh hoạt. Gần như cái vị trí ngôi nhà này nó nằm ngay cạnh khu đô thị khu D và khu C G Lê Simco Lê Trọng Tấn mọi người nha. Đó, xung quanh thì ngập tràn tiện ích. Và với cái căn nhà này, thông số nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng đông bắc. Đây, ngõ như đây mọi người có thể nhìn thấy. Ngõ trước nhà 1m8 mọi người nha. Và với cái căn nhà này thì thiết kế xây dựng là 5 tầng. Theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Giá chào bán của mấy cái căn này thì thấp nhất là 2 tỷ 300 triệu đồng mọi người nha. Căn này Ngọc Ánh quay là 2 tỷ 420 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với căn nhà này quý vị chỉ có khoảng tầm 7 cho tới 800 triệu đồng thôi là có thể sở hữu cái căn nhà đầy đủ công năng 5 tầng này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Và ngân hàng mà thường xuyên Ngọc Ánh hay liên kết thì đó là có bên BIDV, ngân hàng Bưu điện, ngân hàng SeaBank, SeaHandBank nha mọi người. Tiếp theo mời mọi người theo em vào cái phần cụ thể của cái căn nhà này. Tầng 1, đây là phần Ngọc Ánh đang đứng thì là phần phòng khách mọi người nha. Đó, trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ chỉnh chu cả rồi. Với cái căn nhà này thì gạch lát nền kích thước 60-60. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa inox kéo và bên trong là cửa gỗ mọi người nha. Đó, bên trong là cửa gỗ. Ngoài ra cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì ở bên cạnh này chủ đầu tư có thiết kế thêm một cái cửa sổ nữa, rất là thông thoáng. Phần phòng khách thì được chủ đầu tư trang trí toàn bộ cho mình ở đây mọi người nha. Đấy, như mọi người có thể nhìn theo hiện trạng ở trên video đấy, rất là kệ tivi đây. Nhưng mà hợp lý mọi người ạ. Ở đây thì cái điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà ngay quý vị nha. Tiếp theo đây chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, không gian phòng bếp với cái diện tích 30m thì nó nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên là cái công năng thì chủ đầu tư cố gắng thiết kế cái tối ưu cho mọi người. Quan trọng nhất là vị trí mọi người ạ. Quan trọng nhất là vị trí thôi. Với cái vị trí đi lại thuận lợi, cái giá bán hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Từ vị trí này như mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ ngay từ ban đầu rồi ấy mọi người ạ, thì nó rất rất là hợp lý, đi lại thuận tiện. Và đặc biệt nhất là nó được hưởng toàn bộ những cái tiện ích nội khu của cái khu đô thị G Lê Simco mang lại quý vị ạ. Từ vị trí ngôi nhà này mà có đi bộ ra tập thể dục rồi là đạp xe các thứ thì quá là ok luôn. Nó ngoài ra thì nó cũng gần với lại cái công viên Thiên Văn Học của Dương Nội. Nói chung là đi lại rất là thuận tiện. Và từ cái vị trí cái ngôi nhà này đi ra cái trục đường chính Lê Trọng Tấn mọi người nha, đường Lê Trọng Tấn kéo dài nó chỉ 200m thôi, 200m thôi nha quý vị. Đó, tiếp theo với cái phòng bếp này thì đây, như quý vị nhìn thấy ở đây là toàn bộ tủ bếp thì đều được lắp đặt đầy đủ. Đó, cũng như là những cái mà kèm theo đây, phụ kiện kèm theo đây, inox 304, chậu rửa, vòi rửa, nước đây, đều được hoàn thiện xong chỉn chu hết cả rồi. Đây mọi người nhá. Đó, mặt bếp thì là ốp đá granite và xung quanh bếp thì ốp gạch, đáp ứng cái tính thẩm mỹ cũng như là cái độ sạch sẽ cho các chị em nội trợ. Và ngoài ra phần tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nữa. Đây, phòng vệ sinh đây mọi người ạ. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang như mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là sử dụng gỗ lim Nam Phi. Và mặt bậc của bộ cầu thang thì là lát đá granite. Mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ạ. Gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh.
Đó. Như căn nhà này thì quý vị có thể nhìn thấy đây. Phòng ngủ rất là rộng, được chủ đầu tư lát gạch, cũng như là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ. Và hẳn là cái mặt cửa mọi người ạ, hẳn những ba cửa cơ, hai cửa sổ hai bên và một cái cửa chính ở đây có một cái ban công mở được ra bên ngoài. Đó, hướng đông bắc mọi người nha. Từ vị trí của ngôi nhà này, tí nữa Hoàng Anh sẽ quay cho mọi người nhìn thấy ngay khu đô thị ở bên cạnh luôn. Đấy, mới đứng ở phía tầng 2 này đã nhìn thấy một cái nhà ở bên khu đô thị Grey Simcoe rồi. Quá là tiện. Quan trọng là vị trí thôi. Đó. Cửa thông phòng đây mọi người ơi, thiết kế là cửa gỗ. Và còn một nhà vệ sinh ở phía bên trong căn phòng ngủ này nữa đây. Chính là nhà vệ sinh bên trong. Có cửa sổ mở ra bên hông này rất là thoáng này. Hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu liền khối này, đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh để đáp ứng sử dụng cho một cái tầng. Và cái cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà nha. Với cái tầng 3 của ngôi nhà thì khi bước chân lên phía cầu thang thì nó hơi khác một chút so với tầng 2 mọi người ạ. Đó là nhà vệ sinh thì chủ đầu tư lại lắp đặt ở phía bên ngoài. Đó, cái ưu điểm của cái căn nhà này, thứ nhất là gần đường Lê Trọng Tấn này, thứ hai là xung quanh đầy đủ tiện ích này, và nhà vệ sinh thì rất là rộng quý vị ạ. Nhà vệ sinh vô cùng rộng luôn ấy. Phòng ngủ cũng vậy mọi người ơi, phòng ngủ vuông vắn, rất là dễ kê đồ nội thất, giường tủ bàn phấn tác mọi người ạ. Đó, và cái căn phòng ngủ này thì nó cũng phải tầm 20m² ấy mọi người ạ, rất rộng, hướng đông bắc cũng rất là thoáng, rất là mát đây. Cửa mở ra phía ban công đây mọi người nha. Đây này mọi người này, mới đứng ở tầng 3 đây này. Ở đây, Ngọc Anh sẽ quay cụ thể cho mọi người nha. Kia. Đấy. Xa xa phía đằng trước, ở tay Ngọc Anh chỉ ở đây, nó là khu đô thị. Khu D Grey Simcoe mọi người ạ. Giá thì hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, sổ đỏ đầy đủ mọi người nha. Tất cả những dự án Ngọc Anh quay lên đều sổ đỏ đầy đủ mọi người ạ. Và mời mọi người theo chân em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Tầng 4 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị nha. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà đã có 3 phòng ngủ rộng riêng biệt, đồng thời có tổng là 4 phòng vệ sinh mọi người ạ. Đó. Ở đây thì dân cư đông đúc, đi lại thuận tiện, con cái học hành. Quý vị có đi lên cái đi làm quanh khu vực Lê Văn Lương, Thanh Xuân cũng như Hà Đông, hoặc là quý vị làm ở khu vực Đại lộ Thăng Long thì đi lại cũng vô cùng thuận tiện nhá. Đó. Rất là thoáng. Căn nhà này thì theo hiện trạng thì có thể dọn đồ về được ở ngay. Nên là quý vị anh chị nào mà có nhu cầu đang tìm cái khu vực đường Lê Trọng Tấn này, ở khu Lê Trọng Tấn này đi lại thuận lợi thì vui lòng gọi ngay cho Ngọc Ánh nha. Đó, nhà vệ sinh ở phía tầng 4 mọi người ơi. Rất rộng, nhà vệ sinh nào cũng có đầy đủ ống chờ bình nóng lạnh rồi. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Và phần còn lại đó là tầng 5 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên khám phá nốt tầng 5 của ngôi nhà nha. Bước lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống dưới cái khu vực cầu thang này. Đó. Và như Ngọc Ánh chia sẻ thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên phía tầng 5 của ngôi nhà đây. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Gồm một cái khu vực để máy giặt đây mọi người ạ. Gồm một khu vực để máy giặt. Đó, được ốp gạch riêng. Một khu vực đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây. Ôi trời trời ơi, đây quý vị ơi, quý vị ở đây, quý vị có thể nhìn thấy khu đô thị kia. Đồng thời thì các tòa nhà chung cư đó của bên An Khánh, Hoài Đức đấy mọi người ạ. Rất là tiện. Đi lại cực kỳ tiện và giá thì cũng rất là hợp lý. Quý anh chị nào, quý khách hàng nào mà thường xuyên theo dõi kênh của em thì biết rằng cái giá em cập nhật lên là giá từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Nên là quý vị anh chị nào mà bảo rằng nhà đất giá rẻ Hà Nội mà không thấy rẻ thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em. Bởi vì cũng có một số dự án mà nó chưa xây, đang xây dở dang mà gần như mà quý khách hàng đã mua hết rồi ấy, mọi người. Và hiện tại thì cái quỹ đất Hà Nội nó càng ngày càng ít đi. Bởi vậy cho nên là cái giá trị nhà đất càng ngày nó càng tăng lên. Quý vị anh chị nào thực sự có thiện chí mua nhà
thì liên hệ em tư vấn chu đáo cho mọi người để mọi người có thể chọn được những cái căn nhà ưng ý nhất, những ngôi nhà mơ ước nhất nha mọi người. Và cuối cùng, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh nếu như mà thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.